Chào các bạn, mình là Đồng Xuân Hùng, đại diện cho công ty Phú Thái Két. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn quy trình lắp đặt hệ thống ga số máy C18 dùng cho tàu cá hiện nay. Đây chính là cái bảng điện mô phỏng của mình, thì nó bao gồm cái cần ga và cần số. Đây, cần số màu đen, cần ga màu đỏ. Hệ thống cần ga số này thì sẽ được lắp đặt ở trên phòng lái chính. Điểm tiếp theo đó chính là cái sợi dây tín hiệu đây ạ. Dây tín hiệu ga số thì sẽ được các bạn đi sẵn ở từ phòng lái chính về đến máy của mình. Đây là tôi có mô phỏng ở đây ạ. Tương tự cho cái sợi dây tín hiệu hộp số thì cũng được có lối tương tự từ cái cần số ở đây trên phòng lái chính và cũng đi song song về với máy của mình. Nó cũng tương tự như cái phần tín hiệu ga, thì chúng ta sẽ đi sẵn hai cái sợi dây này cho sẵn ở trên tàu. Khi kỹ sư hai kép tới thì sẽ làm công tác đó là đấu nối cái tín hiệu ga và tín hiệu số này. Đây chính là cái sợi dây tín hiệu ga, thì nó sẽ được đưa về cái củ ga. Củ ga này được công ty Phú Thái Két cung cấp đến cho khách hàng, thì đã bao gồm sẵn một cái giá đỡ của độ cứng vững. Đây là cái cách lắp đặt củ ga và đấu với cả cái sợi dây tín hiệu ga. Thì nó bao gồm là một cái kẹp đầu dây ga này ạ, và cái đầu cuối thì được đấu nối với cả cái cần trên cái củ ga. Khi các bạn nhận được cái củ ga và cái giá đỡ này thì khuyến cáo là mình nên gắn cái bộ này ra ngoài máy và trên một cái giá đỡ đủ cứng vững để tránh ảnh hưởng bởi xung động của máy. Vâng, xin cảm ơn ạ.